Đây thôi. Ủa đây thôi, đây rồi anh em ơi. Ủa cái gì đây? UHA truyền thống. Yeah, anh đang đặt cái vợt mới về anh em ạ. Đặt cái vợt to hơn được cầu của các bác nói quá. Hôm nay vẫn quay vợt cũ anh em nhé. Vợt chưa về. Đồ thì đa phần em còn đặt ở trên mạng thôi. Tiếc quá là nay nó chưa về. Còn UHA Commando. À, hôm nay còn đánh mồi ủ chua anh em này. Đây, đánh mồi ủ chua mà em thảo nhé. Đánh thảo cho nó chắc ăn. Ủ cho được cá này. Đánh ổ nó hiệu quả hơn anh em. Giờ anh em bảo là sao không đánh xa đây, đánh xa bờ thì em không có thuyền để trèo ra nên toàn đánh gần bờ thôi. Nên đánh xa bờ thì đánh nó bẩn lắm, đánh bẩn toàn bùn này, đánh dễ móm. Đánh gần bờ thì đất nó cứng ấy, thì ở bờ đất nó cứng là đánh hay được cả. Này trời mưa quá anh em ạ, mưa phùn. Thời tiết mùa này kiểu quái gì. Cái nắng rồi mưa thất thường. Nhiều con thú đợt này được nghỉ đi chống Covid nha, nên có thời gian đi câu. Em vẫn đang cài sấp mặt rồi. Chưa thấy thông tin cho nghỉ. Rất muốn nghỉ một buổi đi câu mà chưa có thông tin được nghỉ. Hướng cho nó cá vào. Đợi cá vào là nick thôi anh em. Ôi anh em nhìn thấy không? Còn nó mà trượt nhỉ. Ôi giời ơi. Ôi anh em nhìn kìa, mồi dưới sụp bùn này. Ôi phí thế. Hàng đẹp thế là phí kìa. Còn nó to luôn đấy. Mình đèn. Đèo hết mà trượt. Tiếc thế. Còn đấy chắc là nó quẩn màu đuôi anh em ạ. Hàng to thế mà. Đã quả ngon tươi thế mà. Xịt nhỉ. Thông thường những cái pha lục em giật như vậy là khó lòng mà trở lắm. Này họ xịt nhỉ. Đóng một đuôi. Ở lăng cao nó đóng một đuôi. Đuôi nó vẫy qua. Quả tương đối tiếc các bác ạ. Nhìn hình nó đi chắc là cá tráp rồi. Cá tráp nó chạy nó vẫy kiểu đuôi nó nhẹ nhàng rồi. Của mấy cái con chấm ở đấy nó đánh một phát vào anh ấy. Nhưng không vẫy như nhiều lắm.
Ôi, thế không chết nhỉ. Cá ở đây kiểu quái nhỉ. Quái không chết. Bỏ lại tình ăn thế. Ôi, quả ấy giặt hơi sớm. Phí thật đấy. Cá mú tình ăn lắm. Gió thổi gớm hết chim vào phao. Thế ông chết nhỉ. Úi dồi. Úi dồi anh em ơi. Úi dồi. Úi dồi anh em này vẫy 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 vẫy. Úi dồi ông chết nhỉ. Vẫy các bác này. Úi dồi con lấy lại thôi. Úi anh em ơi vẫy lại. Úi quả đẹp ấy. Ôi anh em nhìn quả đẹp phí này nên vảy này. Ôi dồi vảy này to luôn đấy. Bao vảy này đúng. Cái lưỡi xì đà này. Vảy này chắc phải chép rồi. Ôi phí thế. Cá con hổ rồi. Bóng quá chứ vảy. Kể ra này đánh đánh nữa tứ rồi đẹp. Úi giời. Thế ông chết nhỉ. Cá mú kiểu gì nhỉ. Đẹp. Rất là đẹp và giật không chết. Đây thôi. Ủa đây thôi, đây rồi anh em ơi. Ủa cái gì đây. À chấm này, chấm này. Ủa sao. Ủa đây rồi anh em ơi. Gì vậy. Ủa. Ủa anh em ơi, chấm trăng trăng trăng. Ủa, chấm 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 ch
Chết 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 chết. Vào vào, lên hàng lên hàng các bác. À, con này cũng khớ khớ anh em này, chấm lên chấm lên. Ui, hàng hàng anh em ơi. Úi xời, ngon luôn. Đợt em bút sọ. Đợt em bút sọ. Alo. Wow. Ủa, cầu vượt trong đây nó khỏe nào cũng thắt anh em. Dầm bờ này nó đang phê. Chết nhỉ. Sáng con. Cá mú tinh ăn lắm. Úi giời ơi. Cá. À. Cá mú kiểu gì? Chép 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 anh em. Chép chép con này con chép anh em nhé. Chép bay luôn. Con này nó khôn đến cho nó động một lưỡi cái nó thấy nó bay luôn. Chép này khả năng này chép con ổ rồi. Con này nó động một lưỡi cái nó đè cái nó bay bay luôn. Phí thế. Mưa gió này sẽ khổ chép lắm. Ê, cuốn ổ ít chép đẹp. Mưa gió có nổi chát đạp.
Quả đấy anh em có nhìn thấy con chết nó bay như. Nếu chắc nó đè vào lưỡi cho nó dính một nữa thì đau phi này. Mình trước kịp chặt. Tí. Ê. Ủa sao? Cá mắm đồ gì nhảy. Cá mắm cắn đồ gì nhỉ?